Xin chào quý vị, đó là chương trình Trực diện TV. Ngày hôm nay chúng tôi gặp lại sư Thích Minh Tánh. Và trong thời gian vừa qua, cách đây hơn một tháng trời đó, thì thưa sư Minh Tánh là chúng ta có làm một cái chương trình. Và trong cái chương trình đó nói về sư Minh Tuệ. Và một cái phần mà sư Minh Tánh nói mà được rất nhiều người chú ý là việc sư Minh Tánh nói rằng là sẵn sàng về Việt Nam, sẵn sàng bái sư Minh Tuệ. Và đó là một cái bái kiến, sư Minh Tuệ đó. Thì đây là một cái vấn đề có thể nói rằng được rất nhiều người chú ý. Thì có lẽ là thưa sư Minh Tánh là tại sao sư Minh Tánh lại đặt cái vấn đề như vậy ạ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh kính chào quý khán giả, kính chào anh Minh Giang. Là cái ý nghĩ đó, hồi xưa đó sư nói, tại Minh Giang hỏi thì sư mới nói thật sự đó, sư Minh Tánh đó, hồi nào tới giờ 41 năm ở Mỹ rồi. Và kính thưa quý vị, là từ Việt Nam qua Campuchia, từ Campuchia qua Thái Lan, từ Thái Lan qua Philippines, từ Philippines qua Tokyo, qua Hồng Kông, qua Australia, Germany, France, Canada, đi từ nước Mỹ, từ Nam chí Bắc, từ Đông sang Tây nước Mỹ, từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương mấy chục năm nay rồi quý vị ơi, chứ không phải mới đây. Sư nghĩ là đây là quê hương thứ hai, là người ở Việt Nam đó, vào thời chiến tranh đó, người ta có cái câu là we have a saying, là cũng như là sinh bắc tử nam. Nhưng mà sư, đối với sư Du Tăng Thích Minh Tánh, là cái nguyện vọng là sinh việt tử mỹ, sinh ở Việt Nam mà chết ở Hoa Kỳ vậy đó. Nhưng mà từ khi có thần tăng Thích Minh Tuệ, tự nhiên cái một cái với cái công hạnh nó thật, tự nhiên sư với cái công hạnh, đạo hạnh, đức hạnh và cái giới hạnh, công hạnh, đạo hạnh, đức hạnh của thần tăng Thích Minh Tuệ, sư thật là bái ngưỡng vô cùng, sư thật là kính ngưỡng vô cùng. Với ngài có ngũ lực, coi như là tính tấn niệm định tuệ, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Ngài coi như là mình cái gì cũng có, ngài lại không, nghĩa là ngài không tham lam, không sân hận, không si mê, không cống cao ngã mạn, coi như là không cống cao ngã mạn, không nghi ngờ và không ác kiến. Đó là tham sân si mạn nghi ác kiến, ngài không có, mình cái gì cũng có. Bởi vì sư kính ngưỡng vô cùng nên sư mới tự nhiên thay đổi một cái ý nghĩ, quý vị, mà cái ý nghĩ mình trong đời thay đổi một cái ý nghĩ không phải là chuyện chơi nha quý vị, là tự nhiên có một cái sự tôn kính. Dạ, sư muốn coi như là nếu mà có cơ hội sư sẽ quay về Việt Nam. Wow. để bái kiến ngài, bái kiến đối với sư, ngài là một thần tăng. Quý vị biết thần đồng không? Thần đồng là cũng như là sinh ra có ba hạng người ở khắp các nơi trên thế giới. Có ba hạng người là sinh như tri, là sinh ra để hiểu biết mọi điều. Học như tri là học hành rồi mới biết. Còn khốn như tri, khốn cùng rồi thất bại, vấp ngã, tù tội rồi mới biết. Đó, sinh như tri, học như tri và khốn như tri. Đó là ba hạng người. Đó, thần đồng sinh như tri, sinh ra là hiểu biết, thông minh, xuất chúng mọi điều. Còn thần tăng cũng giống như vậy. Thần tăng là những người mà coi như là hơn hẳn tất cả mọi người. Đối với sư thôi, tự thẹn lấy lương tâm của mình, thiệt mình tu hành thiệt chẳng ra gì hết. Bởi vì mình thấy ngài buông bỏ tất cả, ngài coi như là danh không ham, lợi không muốn, tài không màng, sắc không nhiễm, một thân một mình đi coi như là đầu trần chân đất, bơ vơ giữa trời đời đó, lấy cái coi như là trời đất làm nhà. Đó là nghĩa địa làm nơi ở. Bởi vậy nên sư kính ngưỡng vô cùng. Bởi vì sư có cái ý nghĩ là, với sư nghĩ là từ khi có ngày Thích Minh Tuệ, cái tự nhiên suy nghĩ là con chó chết, con biết, quý vị biết con chó sói không? Con chó sói nó chết 3 năm mà cái đầu nó quay về núi. Con cá sao mành, con rùa nó lội ra biển cả, rồi nó chết, nó cũng trở về cái chỗ chôn nhau cắt rốn. Mà mình là con người mà không biết đến quê hương sao? Đó, không biết đến quê hương sao? Mặc dầu 41 năm, trời ơi, lưu vong viễn xứ, quý vị, lưu vong viễn xứ. Bởi vậy, nhưng mà cũng nhớ đến quê hương, nhớ lại ông Hyundai. Hyundai đó là
là coi như là xe Hyundai đó quý vị, đồ mà Hyundai đó, đó quý vị là đại hàng đó, ông là người của Bắc Hàn, ông là người cộng sản của Bắc Hàn Kim Jong Un, đó là cái ông là người coi như hồi trước đó, là Kim Nhật Thành đó, là ông là người Bắc Hàn mà ông ăn cắp một con bò, ông lấy một con bò rồi ông dẫn qua Nam Hàn, ông nhờ con bò đó tại vì ông dắt con bò người ta mới nghĩ là là dân dân bản xứ đó, rồi ông lòn lõi sao ông trốn qua Bắc Hàn được, ông nhờ con bò. Khi mà ông trở lại về Bắc Hàn, ông quỳ xuống, ông ôm cái đất của Bắc Hàn, ông chảy nước mắt, ông đền lại 10.000 con bò, ông cho lại đất nước đó, tại ông lấy một con bò mà ông cho lại 10.000 con bò. Quý vị thấy khủng khiếp về số tiền lớn không? Đó là ông muốn báo cái đó, cái ông đền trả cái quê hương. Cái đó là chuyện cái sự việc nó xảy ra bởi vì Du Tăng Thích Minh Tánh cũng vậy. Du Tăng Thích Minh Tánh mặc dầu đi cũng già, đi hồi còn trai trẻ đó quý vị biết đó, sư là sư 20, vợ sư 18, sư 22, vợ sư 20. Đó có hai đứa con trai đi vượt biển, không may cái biến cố, không may vợ bị hãm hiếp giết chết trên biển, sư hận thù vô cùng. Năm đó năm mấy thưa sư? Dạ năm tám mấy là quý vị biết rồi, tại vì không muốn nói đó quý vị biết rồi. Vậy đó quý vị tính ra là năm tám mấy là quý vị biết rồi, xong rồi đó. Thì tại vì có khi lý lịch đó quý vị, lý lịch đó có khi mình đi mà dưới sống nhiều nước, có thật sự ra mà nói thay tên đổi họ, thay đi nước nào cũng thay tên đổi họ hết. Đầu tiên hết là sư đến nước nào? Từ Việt Nam qua Campuchia. Vâng. Rồi đi đường bộ đó. Dạ, bắt đầu từ Việt Nam qua Campuchia là coi như là nét lương nè, Osei Olympic. Osei Olympic Junior World là chợ nhỏ đó quý vị, chợ Sài Gòn đó, chợ nhỏ đó quý vị biết rồi. Rồi Phnom Penh, rồi Bắc Tâm Băng, rồi đó đi đường bộ mà. Đi đường bộ xong rồi mới băng qua đường biển. Băng qua đường biển mới băng qua Thái Lan đó. Wow. Vậy băng qua đường biển mới băng qua Thái Lan, ô đi bộ mà ô nó gọi là ô đi ghe, hồi xưa gọi là ô đi bộ, ô đi ghe đó, rồi ô đi bi nó khác nữa đó. Vậy đó. Ở bên Thái Lan bao lâu sư, lúc đó ở mấy năm không? Dạ cũng trời ơi thăng trầm sóng gió lắm. Ở rồi Thái Lan, rồi qua Philippines, rồi qua Tokyo, qua Hồng Kông đó. Cái cuộc đời nó đẩy đưa như vậy đó, nó đẩy đưa về năm chìm bảy nổi, chín cái lên lên, rồi qua Australia là Úc, qua Germany là Đức á, là France là Pháp á quý vị. Rồi sư đi từ Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương, từ California qua New York, qua coi như là Florida, rồi trở về coi như là Texas, trở về California, là đi dòng nước Mỹ hết. Coi như là chỉ có Alaska là chưa đi nha quý vị, Alaska là chưa đi, chứ còn Hawaii gì hay là bất cứ là chỗ nào đó, sự mấy chục năm nay rồi hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh, rồi mới đó, rồi thăng trầm trong cuộc đời, rồi đó, rồi nghĩ đến cái sau này có sư Minh Tuệ. Hồi xưa sư mặc cái áo này nè, cái áo này là sư mặc lâu lắm rồi, cái áo này mấy chục năm rồi đó, có mình mặc à. Hồi xưa đó cái người ta hỏi cái áo này tại sao mà ông mặc cái áo gì màu mè, cái áo này gì đó, tại người ta không biết sư giữ cái truyền thống, sư muốn giữ cái áo này là y điền, phước điền, bi điền và kính điền. Cái áo này không phải là áo thường, áo này cái năm màu là biểu tượng cho xanh vàng đỏ trắng cam, xanh vàng đỏ trắng cam. Xanh là blue, là tượng trưng cho meditation, nghĩa là thiền định. Còn vàng là wisdom, còn vàng là wisdom, là tượng trưng cho trí tuệ. Còn đỏ là devotion, nghĩa là tinh tấn, là tượng trưng cho sự tinh tấn. Đỏ là red, tượng trưng cho sự tinh tấn. Còn trắng là white, tượng trưng cho PDD, nghĩa là thanh tịnh và trong sạch. Còn cam là tượng trưng cho compassion, nghĩa là từ bi. Đó là orange. Orange là xanh vàng đỏ trắng cam, đó là biểu tượng của lá cờ Phật giáo thống nhất thế giới. Đó, thống nhất thế giới, quý vị phải biết ý nghĩa cái áo này. Cái áo này đó, năm màu đó là tượng trưng cho là châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi. Đó là năm châu bốn biển. Đó, cái áo này nó khủng khiếp lắm. Mà cái áo này nó đại diện cho ngũ giới là sát, đạo, dâm, vọng, tửu. Nghĩa là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống
bia rượu và thuốc lá. Người đời không tà dâm mà người tu không dâm dục, ý nghĩ cũng không được. Đó, sát đạo dâm vọng tử, cái năm màu này nó ý nghĩa khủng khiếp lắm. Phật đứng trên núi Linh Thú, Phật nhìn xuống thấy những đồng ruộng coi như là những ô không đồng đều nhau, không đồng đều nhau, có ô chữ nhật, có ô hình vuông này kia nọ đó. Phật mới nói là này A Nan, con có làm cái y giống như phước điền giống như gì được không? Đó, ngài A Nan nói dạ, dạ được. Ba ngày sau ngài A Nan làm nên một cái y bá nạp, nghĩa là trăm mảnh, hồi xưa khổ lắm, lấy từng miếng giá díu với nhau thành cái mảnh y rồi mặc vô, chứ đâu có giải đâu mà ấy, giá díu với nhau vậy đó, thành từng ô. Đó là cái này là y điền, phước điền, bi điền và kính điền, mình phải hiểu rõ. Đó, từ khi cái tự nhiên cái mình đi mấy chục năm rồi, cái tự nhiên cái bây giờ cái mới năm nay cái tự nhiên, mặc dầu sư Minh Tuệ tu đã 6 năm rồi, nhưng mà mới năm nay là nổi bật lên trên thế giới. Mới năm nay đầu năm là coi như là Giáp Thìn 2024 tự nhiên nổi bật lên, cái sư mới vô sư cũng nghi ngờ. Đó là ai cũng nghi ngờ chứ không phải riêng sư, nhiều người phỉ báng chống đối đủ thứ, nghi ngờ đủ thứ, tại vì mình tham sân si mạn nghi ác kiến đều có hết. Bởi vậy cái sau rồi sau khi tìm hiểu cái thấy ngài thiệt á, ngài tôn quý sư đó, là trong cái phone của sư là sư chụp cái chân của ngài á, sư có để lên đầu, sư thấy thì sư thấy đúng là chân không, đúng là chân không diệu hữu, đúng là cái câu chân không diệu hữu, chân tâm diệu giác. Sư để cái chân là để cái chân lên đầu sư bái kiến, là tại vì khó, trên đời này thật sự là có một không hai. Minh Tuệ là một thần tăng đó. Thánh tăng là khác, thánh tăng là người giải thoát, thánh tăng phải có tam minh lục thông. Có nhiều người phóng đại tô hình màu, có nhiều người thần tượng hóa, thần thông hóa, thần thánh hóa cho ngài là Phật. Phật phải có tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông mới có được đó. Ngài là thần tăng nhưng mà thần tiên vẫn bị đọa như thường. Sư hy vọng trường đồ truy mã lực, ngựa chạy đường dài đường xa, đường dài đường xa thì coi như là mới biết được ngựa hay hay ngựa dở. Cũng như sư Minh Tuệ cũng vậy nữa, sư cầu nguyện, tại vì trên thế giới này khó kiếm, dạng người quen có mấy người thân, triệu người dân có mấy người tu, mấy người đếm đầu ngón tay như Minh Tuệ vậy đó. Bởi vậy nên sư bái phục vô cùng đó. Sư nghĩ nếu mà có cơ hội sư sắp xếp, nếu mà ổn định và thiên thời địa lợi nhân hòa đó, cái đó là thế gian, nhưng mà người tu tin vào cái đức trọng quỷ thần kinh vậy đó. Nếu mà có cơ hội sư sẽ quay trở về. Vâng, sư sẽ quay trở về để làm lợi ích cho người cho đời và bái kiến ngài A Di Đà Phật. Vâng, vậy là sư ở Mỹ coi như là ra khỏi Việt Nam là 41 năm, 41 năm qua là chưa bao giờ về Việt Nam lần nào hả? Chưa bao giờ về Việt Nam. Tại cái sứ mạng của sư là ở châu Âu và châu Mỹ. Tại ở Việt Nam có nhiều người tài quá rồi. Sư là thuộc tăng đoàn của Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ thế giới. Sư phụ của sư là Tam Tổ Thích Giác Nhiên. Đây chùa ở đây là San Francisco quý vị. Đây nè. Đó, quý vị thấy không? Đây Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ thế giới Tam Tổ Thích Giác Nhiên. Đó, tôn sư là Nam Mô Tôn Sư Minh Đăng Quang Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Đó là tôn sư. Còn sư phụ của sư là Sơ Tổ là Minh Đăng Quang, Nhị Tổ là Giác Chánh, Tam Tổ là Giác Nhiên. Đó, sư phụ của sư là coi như là đó cả trăm tuổi, xuất gia 8 tuổi. Đó là coi như 17 tuổi là Pháp Sư, 21 tuổi là Pháp Sư toàn quốc nước Việt Nam. Đó, từ năm 21 tuổi bắt đầu chu du khắp thiên hạ, đi khắp thiên hạ coi như là hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh. Sư may mắn được làm đệ tử của ngài, là sư nối tiếp theo ngài để hoằng dương chánh pháp phổ độ chúng sanh. Sư có thể nói tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Tàu, và đã có, tại vì sống nhiều nước trên thế giới nên sư cũng biết được nhiều thứ tiếng vậy đó. Sư vâng, cố gắng để mà làm lợi ích cho người cho đời. Bây giờ vậy sao mà 41 năm qua sư không về là tại vì không xin về, hay là tại vì cấm đoán về, hay là vấn đề cản trở như thế nào ạ? Không có cản trở gì hết đó. Nếu mà mình xin visa là cũng như người ta cho thì mình về thôi. Thí dụ tòa đại sứ cho giấy cho là mình về thôi. Nhưng mà có cái là tại cái nhiệm vụ của sư ở Việt Nam không có mở thì chợ cũng đông, chứ người Việt Nam thích sư lắm.
trời ơi, biết bao nhiêu comment, biết bao nhiêu đệ tử là cũng như là mời sư về, mời sư về, nhưng mà về Việt Nam nó khó hơn là ở bên đây. Ở về Việt Nam á, phải thí dụ quý vị giảng cũng phải có bài bản đàng hoàng, chứ không có giảng mà coi như là chặt đường rầy được hay là, nhưng mà sư là coi như là freedom, giờ là I am a Vietnamese freedom. My name is Lincoln Long. I am a non-party, neutral, justice person. Đó, sư không thuộc đảng phái chính trị hay là hội đoàn nào hết. Sư là coi như là đó là coi như là du tăng, tự biên tự diễn, tự mình soạn thảo, tự mình và làm nên. Có khi những lời nói đó, có khi là thuốc đắng giả tật, lời thật thì mít lòng. Bởi vậy có khi cũng đụng chạm. Làm sao? Ở sao cho vừa lòng người, vâng. Ở rộng người cười, ở hẹp người chê, có khi người kẻ khen người chê, có người thương kẻ ghét, nhưng mà có cái mình người tu mà, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng vậy, sư cũng muốn cho quê hương tổ quốc đất nước Việt Nam mình hùng mạnh, coi như là hùng mạnh, hùng cường và thịnh vượng, đó là cái nguyện vọng của mình. Hồi xưa sư sống ở bên Nhật á, một người Nhật không bằng một người Việt Nam, nhưng mà ba người Việt Nam không bằng một người Nhật, tại mình không có đoàn kết với nhau. Bởi vậy nên sư muốn coi như là mình sống phải coi như đoàn kết, thương yêu với nhau. Có thương yêu nhau. Vâng. Dạ. Thưa sư, đây trong bây giờ đó thì sư có còn bà con thân nhân hay là gia đình gì ở bên Việt Nam không? Thật sự là cha mẹ chết sớm hết trơn rồi. Vâng. Cha bơ vơ, cha mẹ chín tuổi đời bơ vơ rồi. Là chín tuổi đời bơ vơ rồi. Anh em thì mỗi người một ngã hết trơn rồi. Đó, ở Pháp, ở Đức, ở Úc này kia nọ, đó, ở mỗi người một cả. Thì bà con đương nhiên mình cũng phải bà con có tổ, có tông. Nhưng mà ở trong Việt Nam thì không còn nữa hả? À, trong... Không, Việt Nam cũng vẫn còn. Vẫn... Sư hồi xưa là ở tỉnh nào? Sư ở Lê Đại... Hồi xưa đó quý vị biết là Lê Đại Hành, Chợ Thiết, Trường Đua. À, cái đó là khu của sĩ quan. Ba sư là và chủng tướng mà. Dạ đó, cấp tá, tên gì? Đại tá. Nhưng mà thôi, cái đó việc đó bỏ qua rồi, sư không có màng tới nữa. Rồi sau khi tiếp thu đó cũng bị lấy nhà đưa về kinh 13. Mới hả? Không, kinh 13 miền Duyên Hải, đúng rồi, kinh 13. Thế mới. Ừ. Kinh 13 miền Duyên Hải đó, kinh đúng rồi, kinh 13 miền Duyên Hải. Đúng rồi, tại lâu quá. Rồi mới à, nhà sư hồi đó ở đường Lê Đại Hành luôn hả? Qua Tôn Đảng. Đúng rồi, qua Tôn Đảng, Tôn Thức Thuyết. Hồi xưa Tôn Đảng dữ lắm quý vị ơi, Tôn Đảng, Tôn Thức Thuyết bên Đò Long Kiển á. Bên Đò Long Kiển á là Tôn Đảng, Tôn Thức Thuyết, rồi xong đó rồi đi vượt biên, rồi còn phải try đi vượt biên vậy thôi, rồi qua đây. Thôi cái tuổi trẻ đó như vậy, tuổi trẻ thì nó thăng trầm, nó coi như là nó về đó, nó thăng vâng. trầm. Thì có một lần là sư cũng thường hay chia sẻ ngay trên kênh của Minh Giang và nói rằng cái quá khứ của mình ở tại Mỹ cũng rất là rùng rợn. Thế có kiểu là đã từng vào tù ra khám nữa. Như vậy thì có những cái bản án hình sự chứ? Đương nhiên. Dạ, A Di Đà Phật quý vị. Tại vì đi tới đâu, sư hồi xưa cũng quậy lắm. Quý vị nói, tay ẩm tay bồng, sư làm bất cứ thứ gì để nuôi con. Sư, I don't care who you are. Sư làm bất cứ thứ gì. Sư, hồi đó đó, bên Nhật nó có đảng Hắc Long. Bên Nhật nó có đảng Hắc Long là tụi mafia đó. Tụi đó là tụi mafia, nó control, nó giống như là coi như là mafia của như là Luciano, Sarkly Luciano hay là Al Capone gì đó. Yeah. Là nó có thể nó giết luôn, Kennedy nó giết luôn á. Kennedy tổng thống đó, nó giết luôn đó, là mafia đều nhúng tay vô đó. San Fernando hay là coi như là hồi xưa cái thập niên đó, cái thập niên 70 70-80 cái thập niên vậy đó, mấy cái thập niên đó nó cũng dữ dội. Thì đó, bên Nhật nó có đảng Hắc Long, bên Tàu nó có đảng Chuyển Lũng, nghĩa là Thanh Long, là sư gia nhập băng đảng. Tại vì sư làm chữa đỉ, bán scam ma túy đủ thứ, cướp hãng điện tử, hồi xưa mấy con chip mấy hãng điện tử, thì đó cướp người ta, giờ đó đủ thứ, làm bất cứ thứ gì để nuôi sư 52 con đỉ, bán scam ma túy San Francisco. Mà ở đây là hồi xưa đó, ở đây có là Hùng Phở là đại ca ở Santana nè, hồi xưa Santana chứ không phải Westminster. Santana hùng mạnh lắm, rồi này kia nọ, người Việt mình sẽ đến đông đó, mà lên San Phan nó chặt cái làm ba khúc, nó bỏ vô thùng rác luôn.
Vậy đó, hồi xưa thanh toán ghê gớm lắm quý vị, chứ không phải giống như bây giờ đâu. Vậy đó, giống như bây giờ thì nó khủng, nó còn nhiều cái mà khủng khiếp hơn, là tại vì tuổi trẻ nó lên nó không có biết. Bây giờ nó thường thường chơi dơ nhiều, chứ không phải dân chơi, mà chơi dơ nhiều hơn. Hồi đó hồi xưa chơi đạo nghĩa lắm, tình nghĩa anh em, coi như là tứ hải giai huynh đệ này kia nọ, rồi sư cũng thăng trầm, rồi sư cũng làm đủ thứ để kiếm tiền nuôi con. Vì vì cái gì? Vì tiền. Tiền xài đúng thì tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Phật ma cũng tại lòng ta, chứ đồng tiền giấy bạc nó vốn là vô tri. Mình xài tiền chứ đừng để mình bị mình tiền xài nha quý vị. Đàn bà con gái quý vị thấy rồi, bị tiền xài thì tán bán thân, coi như là bán lòn, coi như là bán trôn nuôi miệng, bán cái lỗ dưới nuôi cái lỗ ở trên. Vậy đó, thì đó cái đàn bà làm bậy làm bạ đủ thứ hết trơn, đàn bà vì tiền mà. Còn đàn ông vì tiền thì ăn trộm ăn cắp ăn cướp. Sư hồi xưa sư bị tiền xài, sư bị tiền xài nên sư tán tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn, cái sư làm bất cứ thứ gì để nuôi hai đứa con. Bây giờ hai đứa con đó, một đứa là thiếu tá thủy quân chiến đó US Marine Camp Pendleton, còn một đứa bây giờ là coi như là thành công ở San Francisco. Bởi vì sư mới mấy chục năm nay sư mới đi nè, sư mới đi khắp các nơi trên thế giới đó, đó là coi như là đi hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh, chuộc lại lỗi lầm, ăn năn sám hối. Bởi vì cái tội từ đâu mà ra? Tội từ đâu mà ra quý vị? Tội vì tiền, vì tình. Đó là tiền tình, đó danh lợi tài sắc mà sư đó. Tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm nếu thịnh thời tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Vâng, rất là cảm ơn sư Minh Tánh có những cái chia sẻ về cái quá khứ của mình. Nhưng mà có một cái điều đó là nhiều người trong thời gian vừa qua cũng hỏi đó, là việc mà sư Minh Tánh như vậy thì bị những cái bản án, hay là có cái tiền án tiền sự ở tại Hoa Kỳ như vậy, thì có điều đó nước Mỹ nó có cho ra khỏi nước Mỹ hay không, và có đi về Việt Nam được hay không? Và hồi trước cái giờ sư ngoại trừ là không có đi Việt Nam đó, thì sư có đi ra khỏi nước Mỹ để mà đi đến một cái nước thứ nhì? Có chứ, đi nhiều nước mà, đi nhiều nước chứ đâu phải một nước. Đã Pháp, Đức, Úc, Ý là mình có đi qua rồi, châu Âu, châu Úc mình. Nghĩa là sao cái bản án là sư vẫn đi? Vâng. Tại vì cái gì cũng vậy hết. Cái gì cũng vậy, do cái cuộc đời của mình, ai cũng có lỗi hết. Ai cũng có lỗi hết trơn á. Give me a chance, give me the way to live. Vậy đó, đó thì ví dụ mình làm tốt. Cái hồi xưa án của sư là sư cũng được giảm 2 năm, mười mấy năm mà giảm được 2 năm vậy đó. Do cái coi như là cái quá trình của mình, Việt Nam gọi là cái gì ta? Cải tạo đó. À, cải tạo, đúng rồi. Trời ơi hay quá, là Việt Nam gọi là cải tạo đó. Thì trong quá trình đó đó, cái mình dạ, tốt nó thấy được, đó đó mình biết được thì nó thả. Với hơn nữa sư cũng có con cái cũng và thành công này kia nọ, rồi cái bắt đầu người ta biết, rồi từ từ có nhiều người giúp đỡ. Tại sư, mẹ sư là sư có người mẹ người Mỹ, và là người Mỹ rồi nhận sư làm con. Tên của sư hồi xưa, tên của sư là Benjamin, và Benjamin là tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà hồi xưa sư theo đạo Công giáo nữa, là Công giáo Catholic, là Benjamin là tên thánh luôn, là cũng như là tên của tổng thống. Nhưng mà khi sư vô quốc tịch á, sư lấy lại là Lincoln Long, đó là sư lấy quốc tịch Mỹ, rồi bắt đầu mình chuyển đổi lại từ từ đó đó. Mình phải build cái đó đó, ngọn, quý vị nghĩ như vậy thôi, cái ngọn cỏ khi cắt nó còn vươn lên, cái cây nó còn che bóng mát cũng chi mình. Bởi vì mình thống xua thua sâu bọ, thua cây cỏ thôi. Ai cũng có một cái lỗi lầm hết, ai cũng có phải có một cái cơ hội để change hết. Và everybody can change. Change what? Change your life, change your mind, repent your sins before too late. Đó bởi vì thương vâng. Thay đổi cuộc đời rồi sư bắt đầu học được Phật pháp, hiểu được Phật pháp, đó mới đi tu. Hồi xưa sư đi tu đó, trời ơi, ở trong chùa không có ai mà nhận hết trơn, nói ông sư phụ ơi, ông này ông vô, dạ, ông vô sư phụ, mấy ông hòa thượng đó là sư huynh của sư đó. À, bây giờ là hòa thượng đó, là sư huynh của sư đó, nói là ông này ông vô ông đốt chùa. Sư phụ sư nói một câu mà hai hàng nước mắt sư chảy ra đó. Người tu không có khóc lóc. Hồi xưa mẹ sư đập sư cũng vậy nữa. Hồi xưa hồi nhỏ đó, hồi nhỏ khoảng 7-8 tuổi đó, sư té mà chảy máu đầu gối luôn, chảy máu. Bà không đỡ mình lên mà bà còn tán cho mình một cái ở sau đầu nữa. Bà nói là mày là đàn bà hả, khóc lóc là hèn nhát, gian sinh là yếu đuối, không có khóc, phải cẩn thận. Trời ơi, la mình mà còn đập,
lời nói đó, cái hồi xưa hồi còn nhỏ mà suy nghĩ rồi mẹ mình không thương mình, mẹ mình đau đớn mà mẹ mình không thương mình, mà coi như là mẹ mình còn đánh mình nữa, mà còn nói vậy, mà cái câu nói nhớ hoài luôn, khóc lóc là hèn nhát, gian sinh là yếu đuối, vậy đó mày là đàn bà hả, đó phải cẩn thận đó, dục coi như là lúp chụp, dục tóc bất đạt, bình tĩnh thắng lu bu, mẹ nói cái gì cũng có thơ hết. Rồi mặc đồ mà coi như là đẹp á, cái mẹ nói ngoài thì lồng lộng như gương, trong thì bấn bát như đường trâu đi, đó là cũng như là hỏa hổ hỏa bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, sông sâu còn dễ mà dò, lòng người nham hiểm biết đâu mà lường. Tại mẹ thấy sư Du Đảng đánh đập đánh lộn tùm lum á, nói ở ngoài đẹp mà coi như là bên trong là xấu xa vậy đó, mình những câu nói của mẹ nó dồn vô đầu mình, nó nhập tâm, mình thấy mẹ mình dạy mình sắt đá tại cha chết rồi, đó còn mẹ chỉ dạy này kia nọ, bởi vậy nên sư học, rồi sau này mẹ mất luôn thì bắt đầu mình vươn lên, bắt đầu mình cố gắng mình vươn lên với đời đó, mình coi như là bởi vì sư mới có sư nhờ cái sự khốn đốn đó, lửa thử vàng gian nan thử sức, bất kinh nhất phiên hàng trị cốt, chẩm đắc mai hoa phát tị hương, nếu không trải qua một phen sương thấm lạnh thì hoa mai đâu nở tỏa ngát hương. Đó, sư trong cuộc đời sư cũng khốn đốn. Vâng, thì dạ. Sư cũng có trình bày là sư nói rằng là sư muốn về Việt Nam đó, thì dạ. Để mà bái kiến sư Minh Tuệ. Đúng rồi. Thì như vậy thì nếu mà trong một thời điểm thuận lợi thì sư về sư sẽ làm gì? Nếu mà gặp sư Minh Tuệ rồi sư sẽ ở chùa hay là đi cùng sư Minh Tuệ, hay là sư có cần một cái sự giúp đỡ gì không? Và bây giờ nếu một cái chương trình mà đi về Việt Nam như vậy đó, thì sư mong muốn rằng là có ai giúp đỡ mình hay không, hay là sư có thể là tự lo để mà đi về như vậy? Sư đi không phải đi một mình, sư đi là có một đám đệ tử theo nữa. Vâng. Thì đó, mình dẫn một đám đệ tử theo nữa, tại vì nó biết đường xá, nó biết là cũng họ, là những cái đệ tử ở Mỹ hả? Vâng. Ở Mỹ, Việt Nam này kia nọ, rồi họ với những người Việt Nam đó. Mà mấy người đó đã nói với sư chưa? Đã chuẩn bị cho sư một cái chương trình như vậy chưa? Có, vâng. Nói với trời ơi, anytime sư vụ về là có, vâng. Chỗ có, này có, này kia nọ, mình đâu có đi khơi được đâu quý vị. Trời ơi, sư mấy chục năm đi từ nhỏ cho tới lớn, bởi vì professional kinh nghiệm. Nhưng mà bây giờ thì ở Việt Nam đó luật lệ cũng rất là khác, và dĩ nhiên là mình đi nhập gia tùy tục, thư cũng biết cái câu đó mà biết, cho nên là thành ra nhiều khi cũng phải có người thổ địa thì nó tốt hơn, đúng không? Có người thổ địa chứ, phải có người thổ địa, có phải có biết giấy tờ, phải biết cái đó chứ cà lơ phất phơ rồi luôn, coi như là mất trì lẫn chài luôn á, thì bởi vậy nên đó bởi vậy nên sư có. Nhưng mà muốn đi như vậy thì người ta nói là phải có tiền nè, rồi phải có mua vé máy bay nè, rồi phải ở mấy cái đó là chuyện nhỏ, về ở đâu, ở khách sạn, rồi ngay cả về mặt thủ tục cũng phải xin giấy tờ với đúng rồi. Nhưng mà có một cái đặc biệt nhất là cái giấy tờ, cái giấy thông hành á, nếu mà cái visa đồ này kia nó mà ở đây mà hiện giờ cái passport của sư còn hiệu lực sao? Có là làm là coi như là 10 năm là làm một lần, 10 năm là làm một lần, nhưng vẫn còn cái vẫn còn hiện hành. Sư mà hồi trước đến giờ sư có bao giờ xin lãnh sự của Việt Nam hay là xin bên ngoại giao Việt Nam để mà xin cái visa đó để đi về Việt Nam chưa? Thật sự mà nói hồi xưa lâu lắm, mấy chục năm về trước, thật sự ra có nhiều người cũng mời sư về Việt Nam, muốn về Việt Nam, sư cũng định đi, nhưng mà tại vì hồi xưa đó là tại vì con cái mình không thể bỏ được quý vị, nói thiệt á, biết không, thà là vậy đó, hung dữ không nỡ ăn thịt con vậy đó, còn huống chi là mình là con người, mình coi như là phải có sacrifice, bổn phận và trách nhiệm đó, my responsibility đó, phải trách nhiệm của sư rất là nặng đó. Quý vị mà có con rồi quý vị biết, một thằng boy như sư mà tay ẩm tay bồng, sư hồi xưa sư cũng đâu có xấu đâu, sư 200+ pound, sư đánh võ đài mà nhiều người thương lắm, nhiều người thương, nhưng mà sư biết cái cuộc đời con mày con tao rồi con chúng mình, nên sư không có nhào vô đó, vậy đó sư. Dạ, làm gì, bởi vì con cái của sư nó thương sư lắm, nó kêu bằng mẹ không à, hi mom how are you, vậy đó, nó kêu bằng mẹ không à, nhưng mà có ai thì nó kêu bằng master hay là sư phụ vậy thôi. Vâng. Dạ, vậy tức nghĩa là sư hồi đó giờ chưa bao giờ xin visa để mà về Việt Nam. Nói chung á, là nếu mà có cơ hội thì ở San Francisco, sư ở cái gốc của sư mà Home Sweet Home San Francisco, nếu mà muốn là vô tòa đại sứ là coi như là tòa lãnh sự đó, vô tòa lãnh sự không, mà mấy cái chuyện đó là
đừng có nói tới sư ừ một tiếng là đệ tử lo hết. À, đệ tử sẽ làm giấy tờ cho sư để sư đi. Từ E tới C chỉ cần đưa password cho nó là. Như vậy thì tại sao mà sư chưa tiến hành? Tại nó còn cản trở điều gì? Sư còn đang suy nghĩ cái gì mà tại sao mà không xúc tiến cái việc mà để mà xin cái visa về Việt Nam? Từ mấy năm nay nè, mấy năm nay đúng ra mấy năm nay đó là cái từ hồi mà hồi xưa đó sư missionary không bao giờ sư ở một chỗ hết trơn. Không bao giờ mà ở một chỗ hết, sư hit and run, stop and go. Nghĩa là sư thấy mặt sư ở đây là mất tiêu, rồi đi chỗ khác đi, sáng sư đi chỗ khác, đây chỗ này. Sư là du tăng, rài đây mai đó, đất lành. Có nhiều người hỏi sư ở đâu sư? Sư nói là đất lành, chim đậu. Đất không lành, nó nhậu luôn chim. Thế vậy đó. Bởi vậy đất lành là chim đậu, có khi rài đây mai đó, tiểu bang này, tiểu bang kia. Sư đi cùng trời cuối đất, sư là biết quý vị bốc cú phone lên hỏi các chùa, các nơi, các thành phố. Đó, các tiểu bang từ California qua coi như là Chicago, New York hay là đó, tất cả xuyên qua tiểu bang coi như là Oregon, Portland, Washington, Seattle, Idaho, Montana coi như là Wyoming, coi như Colorado, Nebraska, Iowa. Thí dụ như sư đi là coi như là Wisconsin, Chicago, rồi xuống Indianapolis, rồi xong rồi coi như là Virginia, Maryland này kia nọ, Delaware hay là coi như là Boston hay là coi như là Massachusetts hay gì, bất cứ tiểu bang nào là sư cũng nát hết trơn rồi. Sư cũng đi nát hết, bởi vì sư rất là kinh nghiệm, sư rất là coi như đường xa như rất là kinh nghiệm. Còn vấn đề mà thủ tục mà đi ngoại quốc cũng vậy nữa, đi ngoại quốc hay gì nữa, có tại vì có đệ tử đó coi như là nó coi như là đệ tử sư là bán vé máy bay đồ này kia nọ là lo hết, là coi như là travel đó là coi như là lo hết, nó chỉ cần nói một tiếng này là đệ tử thì là... Thật ra thì đối với cái cuộc sống của những người mà ở Mỹ này đó, yeah, đặc biệt là ở bang California, là ngay cả miền Bắc ngay cả miền Nam cũng vậy, thì sư cũng biết là có những cái trung tâm của cộng đồng rất là lớn. Yes. Và người ta cũng nói là cộng đồng mà gọi là cộng đồng tị nạn trước tới giờ người ta cũng có cái ác cảm đối với bên Việt Nam. Và thường trước đây sư cũng đã từng thấy những cái làn sóng là nhiều khi họ chống luôn cả những người đi về Việt Nam nữa. Thì như vậy thì có phải vì sư đang lo ngại rằng sợ bị chống đối hay là sợ bị cản trở hoặc là sợ người ta nói tới nói lui như thế nào đó vì mình là một cái người ở trong cái cộng đồng tị nạn thưa sư? Thật sự ra hồi xưa quý vị mà muốn đi tị nạn đó, quý vị coi lại giấy tờ đi, quý vị biết rõ liền. Hồi xưa bất cứ người tị nạn là nó để là bốn chữ tị nạn cộng sản, đóng cái dấu thành rồi quý vị mới được qua Mỹ. Bất cứ ai đó muốn qua Mỹ là phải bốn chữ tị nạn cộng sản, đó là tị nạn cộng sản, đó là danh chánh ngôn thuận mới được qua Mỹ. Còn sau này ODB, ODGA, ODBO gì đó, hồi trước ODGA, ODBO, ODB, còn bây giờ sau này có những chương trình khác thì sư không biết. Tại vì cái thời gian của sư nó đã qua rồi mấy chục năm rồi quý vị. Với hơn nữa có nhiều người về đó, họ sợ khủng bố, với họ sợ này kia nọ đó, họ sợ những cái dĩ vãng cũ, những người trốn tù, những người mà coi như là có khi đó quý vị thấy không, đứng dưới cờ vàng, đứng mắt mới vậy, ở bên đây là cờ vàng, đứng dưới cờ vàng mà họ cũng bị sợ, cũng bị nói, cũng bị chụp mũ này kia nọ, cái ghét họ đâm ra họ nghi ngờ. Mà bởi vậy không, còn đối với sư cũng vậy, đối với sư cũng vậy, có nhiều khi sư nói đó, là sư nói bằng tấm lòng, sư có khi sư bữa thẳng nè, sư nói thẳng liền cái gì sư không thuộc, sư đã nói rồi, sư không thuộc đảng phái chính trị hội đoàn nào hết, nhưng mà sư hồi đó giờ là sư cái tâm của mình. Dạ. Hồi đó giờ sư không có gia nhập đâu bất cứ một đảng phái chính trị nào ở đây hả? Đương nhiên, vâng. Đầu đội trời chắc. Nhưng mà tại vì không cách có đây đảng phái chính trị, không có hội đoàn nào hết. Sư là độc lập, sư là một thân một mình, sư là du tăng mà. Bất cứ là sư tuyên bố là coi như là gì đó, biết bao nhiêu đảng phái ở đây, biết bao nhiêu, trời ơi, ta nói nào đảng gì, đảng dân chủ nè, đảng cộng hòa nè, đảng luôn, đảng cộng sản nè, đảng tự do nè, coi như là đảng coi như là phục quốc nè, đảng coi như là đảng Việt Nam quốc dân đảng nè, rồi đảng coi như là Việt Tân nè, có gì Việt Tân nè, Nguyễn Hữu Chánh nè, đó là cũng như là Đào Vinh Quân nè, đó cũng như là đảng đảng Cần Lao nè, đảng nhiều
nhiều đảng phái. Nhưng mà trước đây người ta vẫn thấy đảng có sư có mặt trong một cái buổi hình như là có cái liên minh dân tộc gì đó. Sư là tham dự, không có tham gia. Tại vì sư nói thẳng, chỉ đến thôi, tham dự thôi. Sư có đến tham dự mà không tham gia. Tại vì những người mời sư là sư nói thẳng liền. Người mời sư nói coi như là, tại không ai dám nói hết trơn, con mình sư đại diện ra là sư nói. Sư nói đó là, sư nói là cũng như thí dụ nha, sư nói là chim khôn chọn cây lành mà đậu, người khôn chọn chân chúa mà thờ. Sư nói thiệt không có dính vào Cộng hòa hay là Dân chủ, nhưng mà sư phản đối là tại sao? Phản đối coi như là cái chế độ của coi như là Biden và Harris, là coi như là Harris là ba điều. Điều thứ nhất là giết người phá thai, sư nói liền không ai dám nói, giết người phá thai. Đó là thứ hai, là coi như là thứ hai là đồng tính luyến ái, là coi như là đồng tính luyến ái chuyển giới, đó là coi như đại kỵ trong Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Đó coi như là không chấp nhận đó, những người như vậy. Đó thứ ba là coi như là tệ nạn xã hội, coi như là homeless dãy đầy và trộm cướp dãy đầy. Bởi vậy sư không chấp nhận, sư họ mời sư tới liền, sư nói liền. Đó, sư nói là với tâm lòng thôi. Nói về tâm lòng nơi freedom of speech. Nói vậy chứ đâu sư đâu có lật đổ, kêu gọi lật đổ hay là coi như là gì đâu. Nhưng mà sư nói đối với Việt Nam cũng vậy, sư nói những điều nào đáng nói là mình đóng góp vô, mà đóng góp cái đó trí tuệ, cái sự trí tuệ mà thì những phần đó là sư nói là cho có liên quan tới tôn giáo, liên quan tới con người đó. Đúng rồi. Là về giới tính hay là về vấn đề mà phá thai giết người các thứ. Đúng rồi, cái đó là sư nói mà không ai dám nói, sư bữa thẳng liền, người ta sợ liền. Đó này, sư nói là có cái sư nói về nhân quyền, sư nói về tự do, cũng như là sư cầu xin. Sư vừa rồi đó, sư mới đây là 1-2 ngày thôi, sư dập đầu cầu xin liền. Sư nói là sư có một cái thông điệp gửi cho Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là sư xin là cho sư Minh Tuệ được tự do đi lại. Đó thấy chưa, tự do đi lại đó, cái đó là sư xin. Bây giờ thì ông cho ông cho là cũng... cái chuyện đó của nhà nước chứ sư đâu có biết, nhưng mà sư xin là Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sư xin là hồi 2 tháng 9 rồi, 2 tháng 9 mà bây giờ tới rằm Trung thu rồi. Rằm Trung thu đó, Trung thu thì có chị Hằng và chú Cụi, hay là có là coi như là Ngu Lan chức nữ coi như là chị Hằng chú Cụi, thì sư xin luôn là sư xin Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là cho một cái tha thứ cho cô Hằng được tự do tại ngoại thôi. Đó là cô Hằng, cô Nguyễn Phương Hằng ơi, cái đó là cái lời của sư nói liền. Tại vì sư thấy cô Hằng là người đàn bà dám ăn dám nói, đại hùng đại lực, đại liều mạng nữa đó, dám ăn dám nói, nên sư xin đó. Những cái gì mà không ai dám thì sư, cũng như thí dụ như Võ Hoàng Yên đi, là sư biết cái thằng Lan Băm bếp bộm bao nhiêu năm trước mà sư nói không ai, các thị trưởng còn dính cháu nó luôn đó, rồi các thầy các bà các cô luôn, thầy Pháp Hòa cũng dính luôn đó, dính luôn vô trong vụ đó. Bởi vậy nên sư nói thẳng liền, mà sư biết trước, tại vì sư từng trải đời nên sư kinh nghiệm, sư là quý dương xuất thân nên sư nhìn những con ma là sư biết liền ngay tức khắc liền. Sư nói Võ Hoàng Yên này, cái thằng bếp bộm mà không ai tin hết, bây giờ nó lừa đảo thí dụ hơn, nó khủng khiếp không, rồi nó làm giết nó ở đây là nó bị tiêu vô tù rồi, ở Mỹ là bị vô tù rồi, và nó giết người ra thì đó rất là đặc biệt á. Và thật ra đó thì ông sư Thích Minh Tuệ thì trong thời gian vừa qua cũng không có cái chứng cứ hay có cái cơ sở nào mình nói là bị bắt cả, ông ta vẫn tiếp tục gọi là đúng tu rồi tập. Không có, nhưng mà bị kiểu quản lý, bị coi như kiểu là bị... tự tu tập, là kiểu là dạ, coi như là ẩn tu đó. Rồi trong thời gian vừa qua thì cũng có nhiều youtuber hay bắt, những người bắt tiếp buộc ẩn tu đó, bắt buộc ẩn bây giờ tu vậy nè, tại vì cái thế chính trị bây giờ là, như là thật ra đó thì mình cũng không có điều kiện để mà tiếp cận. Có lẽ là nếu mà sư mà đi về được á thì sư có lên Đắk Lắk hay là đi đến một cái nơi gần của sư Minh Tuệ hoặc là tiếp cận, để mà nếu mà gặp sư Minh Tuệ là sư sẽ làm gì? Thì bây giờ đó, nếu mà gặp sư Minh Tuệ, bây giờ cái điều trước nhất á là phải lo cái visa đó. Nếu mà coi như nhà nước chấp thuận đó, cái điều đó là điều tối quan trọng, họ chấp thuận thì mình đi. Bây giờ vậy sư đó, có muốn xin lúc này không hay là khi nào, và sư có cần làm thế nào không? Với hơn nữa đó, phải có bây giờ sư vận động ai mà có lời mời á,
Vâng. Có lời mời mình mới danh chánh ngôn thuận hơn. Tại vì nếu mình dạ mình phải có cái thế chứ có cái thế chứ không thôi là vậy đó. Nhưng nếu mà sư mà về đó, sư về sư. Nhưng mà sư nói có nhiều các Phật tử cơ mà. Hoặc là mình là một cái người Mỹ mình đi đến thăm một cái đất nước như Việt Nam, chuyện đó rất là bình thường, đâu có vấn đề gì đâu mà sư. Đúng rồi, sư có, nhưng mà cái gì phải nói thật nha. Cái bất cứ chuyện gì cũng vậy, phải xem sao trước, phải phòng đôi bên quý vị ơi. Phật dạy mà phải xem sao trước, phải phòng đôi bên. Nhưng mà chưa đâu, ở dưới nó đâm lên, ở trên nó thọt xuống nữa, làm sao mình biết được. Nghĩa là sư vẫn sợ là khi mà về Việt Nam có khi gặp bất trắc, có khi là bị bắt chẳng hạn, hoặc là bị điều tra, hoặc là như thế nào hả? Đúng rồi, ai cũng vậy hết trơn, tại vì sư là cái khác. Nhưng mà trước cái giờ sư đâu có làm cái gì chính trị hay là thì đâu có gì đâu, nhưng mà sư có những lời nói, sư dám ăn dám nói, sư có những lời nói mà không ai dám nói. Vậy đó. Nhưng mà nhiều người trước đây cũng chống cộng rất dữ dội, người ta vấn đề mà họ chống cộng là cái việc của họ đó, chống cộng coi như là cái chính trị cùi. Tại sao gọi là cùi, có muốn hỏi không? Vâng, thầy sư nói đi. Vâng. Tại sao gọi là cùi? Cùi là sao? Là vì cơm áo gạo tiền, vì danh lợi tài sắc, tán tận lương tâm, bất chấp thủ đoạn, đó là chính trị cùi đó. Còn họ vẫn quấn cờ vàng, họ vẫn nói chống cộng thuộc, sư không có thuộc về chính trị chính em vậy. Mà chính trị không có gì sai, sư nói mấy câu này thôi có thể là vô tù rồi đó. Sư nói thẳng mà chính trị đâu có gì sai, đâu có gì sai, không có gì sai hết. Chính trị không có gì sai, chính là chánh là trơn. Nhưng mà sư sợ nhất tà trị, đảng trị và công an trị. Sư vâng, nói thẳng, sư nói thẳng liền. Hồi nãy thì sư mới có nói đó, là cái việc mà đi về đó thì bây giờ để có người mời, hoặc là bây giờ cái khó nhất là xin cái visa. Đúng bây rồi. Giờ ví dụ như mà visa người ta cho thì sư sẽ làm cái gì? Thì bắt đầu thì mình chuẩn bị thôi. Là mình thì đi lên đường. Đi thôi, lên đường thôi. Là cùng với một số các Phật tử để đúng mà đi về. Đúng rồi, đi về nè. Và cái điểm đầu tiên và cái điểm mà sư dừng lại lâu nhất là ở đâu? Thì mình là đến Đắk Lắk, là kiếm Sweet Home là phải Sài Gòn, nhưng mà mình không có dám nói trước, có khi nói trước bước hôm qua. Nói trước bước hôm qua, cái chủ trương mình về Việt Nam thứ nhất là thăm quê hương. Vâng. Thăm quê hương, thứ hai là bái kiến sư Minh Tuệ. Vâng. Rồi những việc khác thì tính sao? Sẽ đi thăm viếng rất nhiều chùa chiền chứ hả? Gặp nhiều Phật tử hả? Hay là đi maybe đâu nữa? Có thể là về họ, coi như là sư đã nói rồi, mình phải về coi như là nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, phải về thăm thầy tổ mình chứ. Về thăm là cái chùa ở đâu, cái chùa tổ sư là hồi đó ở đâu vậy? Cái chùa thì nói chung là sư biết, có khi dạ sư biết khi nào mà về được thì quý vị sẽ biết liền. Sư dạ về, bởi vì có khi nói trước bước hôm qua sư không dám nói trước, giờ sư không dám nói trước. Nhưng mà nếu mà về có hai cái điều đầu tiên thì sư nói cho quý vị biết, sư có thể nói cho quý vị biết là thứ nhất là mình về thăm quê hương đó, sau bao nhiêu chục năm rồi viễn xứ lưu vong viễn xứ. Thứ hai là về bái kiến thần tăng Thích Minh Tuệ, tại vì sư già sư coi nhưng mà về đó là một xứ sở, người ta nói là xứ sở cộng sản và xứ sở cờ đỏ, trong khi ở nơi đây là gọi là cờ vàng. Như vậy là sư không sợ mấy những người trong cái lực lượng cờ vàng, những người mà chống cộng họ chỉ trích sư à? I don't care what you say, I don't care what you think, but I know what I do. Đó, chơi thì không có run mà run thì không có chơi, nói thì không có sợ mà sợ thì không có nói. Vậy đó, sư đi vậy đó. Sư đi nói thiệt đó, nếu mà bên kia đập bác có thể là vậy đó, nhưng mà có một cái là tức nghĩa là bây giờ mà nếu mà tổng lãnh sự Việt Nam đó mà người ta cho visa là sư về liền. Tại vì nếu mà người ta cho là ok go home thôi, vậy wow, đó home sweet home thôi. Vời. Nếu mà cái cho được là mình là cho là đi thôi, nhưng mà nếu mà có một thời điểm chưa, như vậy đó chưa đúng cái thời điểm. Vâng. Phải cái gì cũng vậy đó, phải mạnh mãn lì, từ từ cháu nó nhừ. Chứ bây giờ cái thời buổi này á, Minh Tuệ mà còn đi tới đi lui không được huống chi mình. Bởi vậy nên cái từ từ mạnh mãn lì, từ từ cháu nó nhừ. Quý vị ơi, không dám nói điều gì, tại vì nói trước bước hôm qua một chỗ ở, quý vị đừng nói trước nha. Nói trước á, một là chư thần hộ pháp, chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật thứ mình vượt hôm qua. Hai là nói trước là ma quỷ tới liền, nó cản trở hay là gì đó, nó cản trở mà quỷ á, quỷ ma quỷ chứ không có sợ, mà sợ nhất là quỷ sống á, nó đi đầy đường hết trơn á. Vậy đó, quỷ sống á, bởi vậy nên á, vậy đó, bởi vậy nên sư biết cái phải biết tấn, biết thôi, biết cương, biết nghị. Vâng, nếu mà sư về đó, sư nói thẳng nha, là sư thông báo cho tòa đại sứ của Mỹ liền, biết liền, là toàn bộ coi như là FBI hay là ở đây biết liền, biết để, liền để làm gì thưa sư?
có thể sự trời ơi mình biết gì đó, cái những cái lời nói của sư có thể quý vị biết là Trần Đại Quang nè, Nguyễn Bá Thanh nè, đó còn Tiêu Mạng huống chi sư đó, Trần Đại Quang á, Nguyễn Bá Thanh nó gọi là ngựa đá. Quý vị biết ngựa đá là cái gì không? Nhưng mà ngựa đá có là điều ngựa, gì sư? ngựa là mã là mã tiền, còn đá là thạch, thạch là thạch tính, mã tiền thạch tính đó là thuốc độc. Vâng, vậy đó mà... có nhiều người chết bất đắc kỳ tử, chết yểu, hay là nó cũng như là sử dụng mà về mà không thông báo thì nó cho nó nói ngày phe nó nói chơi thì ca ma túy nhảy lầu, khu mà nó xô xuống vậy, nó xô xuống lầu vậy đó. Trời ơi, hay là xe đụng bị accident, bị đụng chết rồi. Sư Minh Tấn có lẽ là cũng hơi tưởng tượng khá nhiều đó nha. No, professional. Professional luôn rồi. Professional. Sư Minh Tấn đã biết thằng Hùng Phở ở đây không? Nó chặt cái là ba khúc ở sân phần. Đó, Nguyễn, coi như Lê Bá Thành nó bắn 6 phát vô ngực. Đó, coi như David Vu là chủ, coi như sông bài casino mà nó bắn còn chết luôn. Đó, trời ơi. Cái đó là băng đảng với nhau. Vâng, cái đó là... Sư đã từng sống từ nhỏ, 9 tuổi đời băng qua tất cả các nước. Đó, tài sư nhúng máu rồi. Tại sư đâu có nói sư hiền đâu, nhưng mà sư có một cái, người ta có số lượng nhiều hay là ít, chất lượng tốt là xấu, sư có tâm lượng, có tấm lòng đến quê hương tổ quốc. Đó, sư coi như sư cải tà quy chánh, cải ác tùng thiện, bỏ giữ tao lành, ăn năn sám hối. Đó, sư muốn là có giống như Đặng Tiểu Bình, nghĩa là mèo trắng, mèo đen, mèo vàng, mèo đỏ gì đó, mèo xanh gì đó, mèo nào bắt chuột được thì cho bắt chuột. Vậy đó, mình phải thu phục nhân tài. Đó, còn, kết còn, nối lại người trong và ngoài nước lại, trong và ngoài nước để làm hung mạnh. Đó là Đặng Tiểu Bình nó làm cho đất nước Trung Hoa đó. Tại sao mình không bắt trước? Tại sao mình phân biệt Bắc Trung Nam? Tại sao đó mình phân biệt? Tại vì mình phân biệt bởi vì nên sư nói, bởi vì sư nói rồi, một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy khi đoàn kết nhau 500-700 đôi, dù cho lực sĩ đại tài cũng không bẻ nổi, bó tay chịu hàng. Đó, mình phải đó. Voi to sợ chuột vô cùng, Việt Nam nào sợ phục tùng Trung Hoa. Bao nhiêu đó thôi là tình báo Hoa Nam nó cũng là nó kiếm sư rồi. Sư cũng lo sợ nhiều thứ. Thật ra đó sư. Trời ơi, thật ra mình nói vậy nè. Ở Mỹ sư vâng. Freedom. Thật ra đó thì luật pháp Việt Nam nó khác với Mỹ rất là nhiều. Nhưng mà thì mình về rồi. Thì mình tuân thủ luật pháp đó thôi. Mình cũng không thì có vấn đề gì. Về đó vâng. Là cũng như là nín thinh thôi. Là cũng như không có động đậy, không có nói năng gì. Không, ví dụ như mình cũng có thể đi tiếp xúc mọi người. Mình vẫn có thể nói chuyện bình thường. Mà không có nhưng dám nói điều. Gì rằng nghe. Nhưng mà nói, hay, sư nói thì có kiểu là đảng trị, chưa chửi. Này kia đâu, sư đâu có chửi. Đó, thí dụ như mà vậy. Thật sự là nó như vậy. Bây giờ là nhà nước, coi như là dân chúng là coi làm chủ, nhưng mà nhà nước quản lý, cái đó đúng không? Đúng mà. Đó, nhưng mà thật ra đó phải coi, bây giờ sư nói là có nhân quyền, peace and có justice and peace. Đó, có khi những cái mình nói đúng, nói thật sự thật thôi. Bây giờ quý vị thấy không, đáng là coi như là trên hết, đáng là cầm quyền. Nhưng đúng mà, rồi. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì sư ở bên Mỹ thì sư nói về dân chủ, như dù bệnh bà Harris hay là ông Biden. Rồi về Việt Nam thì nói về đảng, về công an, các thứ. Tức nghĩa là sư đi vào cái vấn đề chính trị rồi. Đúng về không? Việt Nam nó khác. Về Việt Nam về Việt Nam nó khác. Ở Mỹ khác. Cái nhập gia tùy tục. Về Việt Nam là chắc không dám nói là nó sẽ trải thảm đỏ. Sư biết chắc nó sẽ trải thảm đỏ là nó rước sư từ sân bay đi thẳng vô Chí Hòa luôn. Đó, vậy đó. Là sư biết. Vậy đó. Nói chung là sư Minh Tánh là tại vì chưa bao giờ về Việt Nam quý vị, cho nên là cũng có rất là nhiều điều lo lắng. Đúng mà, nhiều, mà, đúng mà rồi. Đó cũng là tâm lý chung của nhiều người mà họ có còn khác biệt chính kiến đối với Việt Nam. Ngay cả những người mà đã từng chống cộng rất là dữ dội, nhiều người đến bây giờ cũng nhưng có... Nhưng mà sư Minh Tánh không có phải chống cộng. Không, sư Minh Tánh là không tuyệt phải là chống cộng. Không vâng. Chống cộng là... Nhưng mà vẫn dạ. Còn lo ngại là bởi vì trong cái cộng đồng cũng có nhiều người họ suy nghĩ như vậy. Họ cũng lo sợ lắm, không biết là... Tại thấy có nhiều người đó, nhiều khi là về, nhiều khi cũng bị cái này, bị kia, họ sợ. Nhưng mà thật ra đúng thì rồi, mà nhiều những cái người, bằng chung ấy sư, nhiều người bị một rồi năm chứ đó, dạ. Một năm nhiều khi có đến mấy trăm ngàn người Việt Nam đi về Việt Nam. Cho nên là đâu có phải ai cũng phải bị giống như sư tưởng tượng. Cho nên là nghe hết hồn. Mấy người kia đó, mấy thí dụ như là mấy con tép riêu thì không có đáng. Không, gì. Ngay cả như Nguyễn Cao Kỳ dạ. Hay là những người chống cộng rất dữ dội không vẫn về. Ồ, mà họ vẫn Nguyễn Cao ra Kỳ bình khác, thường, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khác, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khác, Nguyễn Cao Kỳ khác. Đó mà Nguyễn Cao Kỳ hả? Chết mà không có đất chôn luôn. Quý vị thấy như thế nào? Đó thấy chưa? Hùng chết để gia, người ta chết để tiếng chứ. Đó mà chết để cái tiếng thúi, tiếng dơ, tiếng ngu. Vậy đó làm sao mà được. Mình sống đầu đội trời chân đạp đất quý vị. Đó bởi vì những cái lời nói của sư thôi là coi như là giảng đâu có được ở Việt Nam.
Đó là như chị, mình phải hiểu biết chứ. Mình hiểu biết được cả khác, đó là sự thông minh. Nhưng hiểu được chính mình mới là cả trí. Sự hiểu được chính mình, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy đó, ở đây sẽ có thể nói được. Nhưng mà về Việt Nam, xin lỗi quý vị cãi họng sư cũng không nói luôn. Nhưng mà những cái người đệ tử của sư mà sắp xếp để mà mời sư về Việt Nam đó, là những người đệ tử đó có rành về Việt Nam mà họ có đi ra thường, được qua lại Việt Nam nhiều không? Họ có, thí dụ họ biết, vì họ coi như là dạ, họ có địa vị, họ có tầm, có tâm và có trí. À, nếu mà như vậy thì họ có thể bảo lãnh sư được rồi, họ có thể làm coi như là chỉ dẫn sư rồi, thậm chí là có trao đổi với sư nhiều đó. Nhiều cái vấn đề mà khác biệt giữa Việt Nam với Mỹ. Dạ, bây giờ thí dụ như dạ sư sư không dám nói trước gì, tại vì Minh Giang hỏi thì sư xin nói đôi lời. Đó, sư cũng nhớ quê hương lắm quý vị ơi. Dạ, ai không nhớ quê hương? Dạ sư nhớ chứ. Quê hương, sư nói với Phật tử hoài, quê hương là chùm táo ngọt. Chứ không phải khế ngọt khế chua lắm quý vị ơi. Bên này có khế ngọt. Dạ, quê hương là chùm táo ngọt. Vậy đó, bởi vì có khi những cái câu nói, những cái gì đó người ta có thể bắt bẻ mình được. Đó vậy đó. Bởi vậy nên freedom of speech, nghĩa là sứ mệnh tự do. Quý vị bên đây nè, quý vị thấy ông nó chửi, nó lấy dài, nó quăng vô tổng thống luôn, nó lấy đồ dơ, nó lấy hột gà, nó chọi vô, rồi nó giết luôn nữa, còn chưa thấy gì nữa, đã thấy chưa? Mà đó, cái đó là sứ tự do nó khác. Còn về bên đó quý vị nói tới rồi, quý vị dám nói Hồ Chí Minh không? Dám nói cái gì không? Là chết liền. Vậy đó, bởi vì nên cái nhập gia tùy tục. Sư nói thẳng, bởi vì sư đi nhiều nước rồi, sư biết cái nước này nó như thế nào, nước này nó khủng bố, nước này nó như thế nào. Đó, có mấy nước mà sư không dám đi là Trung Quốc, đó, Trung Cộng, là Bắc Hàn, là Hàn Cộng, đó, coi như là Cuba hay là Việt Nam. Bởi vì nên người ta sợ tại vì cái tình báo an ninh đầu quốc gia, đó, người ta sợ, người ta rất là sợ, rất là sợ vô cùng. Nhưng mà không phải người ta sợ đâu, người ta biết, người ta hiểu được, người ta không có là cả cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thỏ nào ra. Mình phải biết những người trí mà cả cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lòng biết thỏ nào ra. Mình vô lòng rồi, vô rõ rồi, như cá nằm trên thớt rồi, nó sẽ chặt chém mình đó, bất cứ lúc nào. Hay là coi như là đó, nếu mà cà chớn thì nó cho dễ lắm đi đường là tai nạn, là xe đụng thôi. Vâng, các bạn ở trong Việt Nam, các bạn có bạn nào mà coi như là dám mời ông sư Minh Tánh về Việt Nam và đảm bảo an toàn cho ông sư Minh Tánh, ông sư Minh Tánh luôn, ông sĩ nếu mà có coi như là trung ương đảng cộng sản, thí dụ đó, có ai mà mời sư về liền, cá nhân mời được không? Hả? Hay là một cái nhóm anh em bạn bè nào đó, người ta muốn mến sư, người ta mời sư, người ta nói sư đi với tụi em, tụi coi tụi cháu tụi con gì đó, không đảm bảo được an toàn. Sư không muốn nói nha. Sư không muốn nói tên, không muốn nói gì hết. Thứ trưởng Việt Cộng mời sư mà sư đâu dám về đâu. Wow, tại vì á thứ trưởng này là thứ trưởng này là cái tranh nó bỏ vỏ rồi, mình về nó có thể làm thịt mình được. Vậy đó, nhưng mà đương nhiệm thứ trưởng nghỉ hưu rồi hả? Dạ, đương nhiệm thì sư dám liền. Nếu mà người nào đương nhiệm, sư dám liền. Dạ đó, dám về liền. Thì hồi nãy sư có nói rằng là thứ trưởng mà theo cái kiểu mà coi như là dắt tranh bỏ vỏ rồi, làm sao mà mình không, thật ra là sư nói vậy cũng hơi quá đáng đó. Có lẽ là người ta cũng có kinh nghiệm đó, người ta cũng có vị thế đó nha. Sư biết, sư hiểu, tại vì không biết đâu. Cái chỉ có người trí mới hiểu nổi. Cái người á, dạ, con người trí mới hiểu nổi, không phải sợ. Bữa nay mà sư nói là dạ, chơi là không rung, rung là không chơi, đi bỏ về vậy, là không lo. Đúng rồi, dạ. Sư mà bây đi giờ lại về, sợ. Không, đi về, đi là không có sợ, mà dạ, sợ, dầu chết cũng đi. Sư nói rồi mà, dầu như thế nào đó, thân như thế nào, mà khi mà sư chấp nhận rồi là cái chết. Sư nói thiệt, mình... Thôi sư không dám nói bây giờ tới một lúc nào đó đi. Bước hôm qua. Bây giờ tới một lúc sau nào đó nè, quý vị sẽ hiểu được. Bây giờ có một lúc nào đó mà thời điểm thích hợp là sư Minh Tánh đi với Minh Giang. Minh Giang đi với Minh Tánh rồi đi về Việt Nam, và sư đi đâu Minh Giang đi đó. Và đảm bảo tới cái từ cái ngày xuống tới cái ngày về là sư Minh Tánh đảm bảo an toàn. Và coi như là có gì đó là Minh Giang đứng ra đi kế bên sư mà. À, đúng không? Phật, sư, có dám không? Sư có vậy nè, sư không dám dám, tại vì một lời nhất tính nè. Một lời thất tín là dạng lần mất tin. Sư vâng, hứa với Minh Giang. Ừ. Sư có thể hứa lèo, hứa cụi. Nhưng mà không, vâng, người tu không có gì vậy. Người tu hứa là phải giữ lời. Một lời thất tín là dạng lần mất tin. Sư không hứa điều gì hết. Giờ sư không dám nói điều gì hết. Nhưng mà sư cố gắng.
Thật ra thì Minh Giang mà hỏi câu đó đó quý vị thì cũng biết là Sư Minh Tánh sẽ không bao giờ tin Minh Giang đâu, bởi vì ngay cả nói là cựu thứ trưởng mà Sư Minh Tánh còn chưa tin, làm sao mà có Minh Giang mà tin được. Dạ. Nhưng mà có một điều đó là đến ngày hôm nay thì Sư Minh Tánh cũng nói ra được cái ý. Dạ. Là Sư Minh Tánh sẵn sàng về Việt Nam và cũng nhớ rất là nhiều Việt Nam. Đúng. Và đó là quê hương của đúng. Mình và cái đó là nếu có điều kiện là phải về. Vâng. Đúng. Nếu mà coi như là nếu mà có sự thay đổi cho phép chút xíu, vâng. Cho phép á, cho phép á, danh chánh ngôn thuận mình về liền. Vâng, về liền. Mình về liền vâng. Với một cái số mà vậy đó để cẩn thận chứ không thôi là vậy đó, bởi vậy nên mà sư chấp nhận khi về là mình chấp nhận liền. Đã về là mình chấp nhận, về với cái mục đích chỉ có mục đích chỉ có sư có thăm quê hương. Thứ nhất là quê hương. Thứ nhất là quê hương, thứ hai là thần tăng Thích Minh Tuệ. Đó, vậy thôi. Không. Thứ hai là thầy tổ. Thầy tổ. Thứ ba là thần tăng Thích Minh Tuệ. Thì có ba điều. Thứ nhất là quê hương, thứ hai là thầy tổ, thứ ba là thần tăng Thích Minh Tuệ. Tại vì nhất tự vi sư, bán tự vi sư, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, phải về thăm thầy tổ của mình. Đó, dạ, đó là cái vâng. Nguyện vọng. Thì tại vì thời gian vừa qua thì khi mà đưa cái clip trước lên á, thì dạ. Nói về sư là nói là về Việt Nam. Cho nên là nhiều người nhảy vào, người ta mời, họ nói là tôi mời sư Minh Tánh về Việt Nam đi để mà cho biết Việt Nam bây giờ nó như thế này, như thế kia, như thế nọ rồi đó. Ừ. Thì cho nên là ngày hôm nay sẵn gặp sư Minh Tánh tại đây. Cho nên là chúng tôi muốn làm rõ hơn về cái ý đó. Và một lần nữa thì Sư Minh Tánh cũng khẳng định lại là sẵn sàng về Việt Nam, bởi vì Việt Nam là quê hương. Đúng mình rồi. Không thể nào quên được. Bây giờ có nhiều làm người nói sao là mà đi qua Mỹ mấy chục năm mà quên quê hương, làm sao quên được cái xưa xưa. Với quý vị thấy rõ nè, sự dám nói trên thế giới này không có cái không có cái. Tại vì răng bằng, nè quý vị nghe cái này cho kỹ, răng bằng ruột dài là ăn ngũ cốc, còn răng nhọn ruột ngắn là ăn thịt, nó xé xác lên nó ăn thịt. Mà không bao giờ trên thế giới này không có giống dân nào mà ruột dài bằng người Việt Nam. Sự dám bảo đảm là tại sao mà khoa học đã chứng minh rồi. UNESCO chứ không phải UNESCO nha, đã chứng minh rồi. Cái nấm ruột của Việt Nam nó dài lắm, là từ khúc ruột nghìn dặm. Quý vị có nghe không? Khúc ruột nghìn dặm đó. Đó là cái ruột Việt Nam nó rất là dài. Đó là nạn kiếp nạn tai gì là có khúc ruột nghìn dặm lo. Đó sư cũng là một khúc ruột nghìn dặm vậy đó. Bởi vậy nên á, nếu mà mình nói nha, cúi lại ở trên Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời đại từ bi hỷ xả cảm ứng chứng minh, nếu mà có mà có cơ hội con sẽ về Việt Nam đó, để coi như là làm lợi ích cho người cho đời đó, dùng đó con nói sẽ nói một điều lành, làm một điều lành và nghĩ một điều lành trước khi con từ giã cõi đời này đó. Nếu mà coi như là Việt Nam mà mở rộng như những người như sư đó, sẽ coi như là quân tập lực lượng, coi như là làm lợi ích cho quốc gia dân tộc, làm lợi ích chất xám, cái chất xám này mình phải coi như là đó, phải thu phục nhân tài, coi như trọng dụng chất xám, vậy đó, đó mới làm hùng mạnh cho quốc gia dân tộc được. Đó quý vị nghĩ lại đi, sư nói có gì là chính trị không, có gì sai không? Đó có gì sai không? Quý vị phải theo đó mà làm đi. Là quốc gia mới hùng mạnh, người ta mới tin tưởng, mình mới làm cho quốc gia hùng cường và thịnh vượng. Đó là cái niềm Nam vàng Bắc đỏ trung xanh, Việt Nam hòa hợp hùng anh muôn đời. Sư có nói rồi, sư có nói cái này cũng có thể bị tù. Đó là cái niềm sư nói rồi, theo Trung Quốc á, nếu mà theo Mỹ á, là phải bỏ đảng, mà theo muốn giữ quyền lực theo Trung Quốc thì sẽ làm nô lệ và mất nước. Trung Quốc là tình báo Hoa Nam sư biết rất là rõ, nó nắm toàn bộ nước Việt Nam chứ không phải là đó, tại vì quý vị không biết chứ như sư biết vậy. Vâng. Đó sư chỉ nói sư vậy thôi. Thì ở Mỹ rất là lâu quý vị, trong cái cộng đồng người Việt, cộng đồng Việt Nam rồi, và nhiều cái xu hướng mà chống cộng và những cái lý luận đó cũng tồn tại rất là nhiều năm trong cái cộng đồng này. Thì sư á, thì hồi nãy sư có nói rằng là bây giờ có một cái điều kiện thì mình sẽ về, thì cái điều kiện đó là do mình thưa sư, tức nghĩa là bây giờ mình phải xin cái visa đâu, mình phải làm thủ tục mình mới do, mới do có mình đi sao được, phải do coi như là nhà nước. Nhưng nhà mà sư phải mình xin đó, người ta mới giải quyết chứ. Bây giờ sư không xin ai biết mà sư có đồng ý về không, thì tự nhiên người ta cầm cái visa để cho sư sao? Đúng không? Tức là mình phải đi mới tới, mình không đi sao tới tôi sư? Dạ, sư có nhiều đệ tử, có nhiều tổ chức cũng có nhiều tổ chức cũng có nhiều người đó, nhiều chính khách, có những chính khách đó làm ăn với
coi như là Việt Nam, làm ăn với Việt Nam về cái lãnh vực thương mại đó hả? Dạ, dạ, mà thương trường là chiến trường. Mà tụi sư có coi như là sư có biết là coi như là đệ tử của sư là cũng như là với một nhóm do Thái. Vâng. Do Thái và dạ đó. Nhưng mà cái đó để tính sau, từ từ sư chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Sơ sơ để cho mọi người hiểu thôi. Nếu mà có điều kiện phương tiện thì chúng tôi sẽ về, mình về đó, một lần về đó thì sẽ đem nhân tài. Nhân vâng. tài dạ, để coi rất như... là đặc biệt nha quý dạ. vị. Tức nghĩa là sư Minh Tánh ngày hôm nay trao đổi với chúng tôi liên quan đến vấn đề là có hay không cái việc mà người ta mời đó. Dạ đúng thì rồi. Sư sẵn sàng về. Và cái chương trình này có lẽ là cũng đã thời lượng này cũng đã đủ rồi thưa đủ sư. Rồi. Cho nên thôi. Là thôi mời sư có một cái lời kết và về cái chương trình này. Đúng cái rồi. Việc mà một cái lời mời nhắc lại một lần nữa là cái việc mà sư có một ý định là muốn về thăm quê hương hoặc là cái việc mà để mà gặp sư Minh Tuệ đó. Mời sư. Thường thường Minh Giang không thích cái lời cầu nguyện nhưng mà cho sư cầu nguyện một chút, tại vì sư cầu nguyện cho cái bão. Vâng, cho vâng, một chút vâng. có mấy phút à. Với đang còn người bảo phải không? Vâng. Cái bảo nè, cái cho quê hương nữa. Mỗi vâng. lần là sư đều lên đài, mỗi lần mỗi ngày luôn. Mỗi lần mỗi ngày, quý vị nói quý vị thương quê hương ha. Nó thật sự quý vị à, quý vị là muốn ra khỏi quê hương không? Đó quý vị muốn vậy đó, còn chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến quê hương, ngày nào cũng nghĩ đến, lúc nào cũng cầu nguyện cho quê hương Tổ quốc hết. Đó quý vị nghe lời này, đó bao nhiêu chục năm rồi sư đều cầu nguyện như vậy hết. Budam sadanam gacchami damam sadanam gacchami sanham sadanam gacchami. Con Du Tăng Thích Minh Tánh dập đầu thành tâm cầu nguyện cho quê hương Tổ quốc đất nước Việt Nam cùng Hoa Kỳ. Con Du Tăng Thích Minh Tánh thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài, pháp giới được trọn thành, Phật đạo củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, địa ngục ngạ quỷ súc sanh đồng giải thoát. Con nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là những lời cầu nguyện cho quê hương. Đó là quê hương. Nếu mà sư nói thiệt nha, sư nói thiệt cho quê hương được ấm yên vui, ấm no hạnh phúc. Ngay từ bây giờ là chiều nay là sư bị đụng tan xác, bị chết bất đắc kỳ tử, sư sẵn sàng đem cái thân này hiến dâng cho quê hương và Tổ quốc liền. Đó, sư nói thẳng, nói trời đất ở trên sư Phật chứng minh. Nếu mà chút nữa sư ra đường nè, ra phi quê nè, nó đụng tan xác nè. Sư chết, nói. Dạ, nó, đã chết bất đắc kỳ tử. Để coi như là đem cái thân này cúng dường cho quê hương, sư sẵn sàng. Đó, quý vị có năm hạng người, quý vị thấy rõ bàn tay năm ngón có năm hạng người. Hạng người thứ nhất là ngón út nè. Selfish, greedy, tham lam, ích kỷ, chỉ biết cho riêng mình. Hạng người thứ hai là có ngón đeo nhẫn nè, là biết cho gia đình, vợ con, chồng con mình thôi, cha mẹ anh em thôi, ai chết mặc ai. Nhưng mà ngón thứ ba là ngón giữa nè, đó ngón giữa nè là community society, nghĩa là cộng đồng và xã hội. Ngón thứ tư nè, cái ngón bóp cò nè, là vì quê hương Tổ quốc đất nước. Mà ngón thứ năm nè là ngón thế giới nhân loại, tình yêu mà chẳng riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sinh là mới thật sự là tình yêu. Đó, love them all, even your enemy, you will be free. Đó là năm hạng người như vậy đó. Quý vị đứng vào hạng nào? Đó, quý vị nghĩ nữa, quý vị yêu quê hương bằng sư không? Đừng có nói bằng cái miệng không. Đó, quý vị đừng, đó, quý vị nói bằng cái miệng chứ không có thực hành. Đó, thực hành. Đó, phải thực hành cho quê hương và Tổ quốc, cho thế giới nhân loại. Nói vâng, sẵn sư đang nói cái này đó thì cũng hỏi sư một câu cuối luôn. Tức là trong thời gian vừa qua khi mà Việt Nam có cái bão đó thì có nhiều người ở tại Mỹ này, nhiều khi họ cản trở, họ nói cái đó là chuyện của Việt Cộng, chuyện của Cộng sản, không cần phải gửi tiền, và đồng bào bên đó kệ họ đi, họ có chết có đói gì kệ họ, và người ta nói là không có can thiệp vào chuyện đó. Sư thấy những cái suy nghĩ như vậy có đúng không? Sư có nói cái buổi gây quỹ vừa rồi đó, sư có nói mà quý vị chơi thì đừng có rung, mà rung thì đừng có chơi. Cho thì đừng có nghi, mà nghi thì đừng có cho. Mà có nhiều người cho với cái ý mưu đồ là nó khác. Đó, mình cho với cái tâm lòng mình. Sư nói trời đất ơn trên sư Phật chứng minh. Sư có một người đệ tử ở San Francisco là có mấy tiệm nail rất là lớn. Tự nhiên có bà nào đó, không biết lợi xù xì vậy đó. Nó tên là Xăm Dục. Nó người Tàu, nó tên là Xăm Dục. Đó, nó nói với con chủ á, là con Xăm Dục là Tâm Ngọc á, đệ tử của sư. Nói xù xì gì đó, tự nhiên con nhỏ nó móc ra mấy trăm, năm trăm đưa nó. Cái thì con Hồng đó, nó nói là con Hồng đó, nó nói là dạ với Sâm Hoa, nó nói là Tâm Ngọc sao mày ngu vậy, bà này lừa gạt người ta, mà tại sao mày cho bà, mày lừa gạt người ta mà cho bà. Nó nói một câu thôi, sư đứng dậy sư cúi đầu liền.
sự cúi đầu liền. Nó nói là mày nói tao ngu hả? Tao ngu mà mày làm cho tao hả? Tao ngu mà tao có bao nhiêu tiệm, tao có nhà, có cửa, tao đâu có ngu. Tại vì tao vì quê hương, tao cho nó là dưới tấm lòng, tao cho nó là dưới tấm lòng, còn nó lừa gạt tao là chuyện của nó. Ôi ôi, sư đứng dậy sư chắp tay này. Nó cho, bởi vì số lượng là nhiều hay là ít, chất lượng tốt là xấu, quý vị phải làm bất cứ gì vì cái tâm lòng của mình. Còn ai làm thì có trời đất, coi như trời chu đất diệt người đó. Đó, nó lừa gạt là chuyện của nó, còn mình cho là dưới tấm lòng. Vâng, đó, mà không có cái vụ mà cài đặt chính trị ở đây. Ừ, chơi thì không có ngu, chơi thì không có rung, mà rung thì đừng có chơi. Cho thì đừng có nghi, vâng. Mà nghi thì đừng có cho. Vâng. Sự nói trong cái cuộc mà để họ vận động, để mà họ gây quỹ đó hả? Gây quỹ đó, chuyện đó, vâng. của họ. Tại vì người tu, đối với riêng sư nói thật nha, tại họ mời sư lên thì sư nói thôi, chứ thật sự là sư không có gây quỷ, gây ma, gây tê, gây mê gì hết, rồi gây lộn đó, đủ thứ hết đó. Cái đó là chuyện của đó, những người mà đó. Nhưng mà sư có tấm lòng, sư không có tiền nhiều, nhưng mà sư có tấm lòng, sư có khả năng. Cái lời nói của sư là sức mạnh dạn năng cả giờ đó. Đó. Vâng, rồi rất là cảm ơn sư Minh Tánh đã có mặt ngày hôm nay và chúng chia sẻ rất là lý thú nha quý vị. Dạ, và xin tạm biệt tại đây, và một lần nữa cảm ơn sư Minh Tánh và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Cảm ơn Minh Giang, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật.